Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại tôi đang ở tại Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao xã Thành Đông A. Thì xã Thành Đông hôm nay ngay tại xã Thành Đông này đã diễn ra cái hội chợ bên dân quân tự vệ về đón rất là đông vui. Có các bên đoàn thanh niên ở tại đây. Thì trong hội chợ này xin mời quý vị và các bạn cũng ta cùng đi vô tham quan hội chợ. Thì tại gian hàng chợ này có rất là nhiều gian hàng rất là lớn. Thì đây có một cái gian hàng rất là đặc biệt, đó là gian hàng quần áo phục vụ cho người nghèo, gian hàng không đồng. Xin mời quý vị và bạn chúng ta cùng đi vô tham quan. Trong này thì có rất là nhiều quần áo. Chị quen không? Năm nay có bán dưa hấu không? Bán đâu, vẫn chợ anh Tám hả? Năm nay có làm dưa hấu hồ lô không? Đây thì bà con người ta đến người ta lựa quần áo rất là nhiều. Cái này là phục vụ cho người nghèo. Gì đó. Lựa đậm mặc đi. Lừa nữ gì cho chồng mặc chưa chị Phương? Hả? Cái này mình cho bà con ta lựa đó hả chị? Ai vô lựa cũng được hả chị? Cho biết của chị ở đây thì này gian hàng này là phục vụ cho bà con ở vùng nông thôn, không có lấy tiền, ai vô lựa cũng được hết. Rất là đông vui. Mấy cái hàng trên này có lựa được không chị? Lựa được luôn ha. Ôi bà Lan ơi, nè lựa này về cho con dâu tương lai nó mặc nè. Bà Tư mặc luôn đi bà Tư. Bộ đồ này đúng là ra duyên anh cưới em luôn đó. Bộ đồ đó ra lửa lấy giờ là mặc tết được.
Này thì giới thiệu với các bạn thì các anh ở đây đang chuẩn bị dựng cái cổng trại này. Thì ta chuẩn bị dựng cổng trại để tối nay bắt đầu khai trương hội trại. Này làm cổng đó hả chị? Làm cổng trước này đó ha. Em cũng không biết nữa, hỏi cái gì đó, em mới vừa tới. À, đẹp quá ha. Này, trại này của bệnh viện mình đó ha, bệnh viện Đa Khoa. Thất Thần Hiệp B ha. Thất Thần Hiệp B với lại bệnh viện Chung hay gì mà trên này để bạn Chung hả? Ở đây thì có những hội trại người ta đã bán cả thức ăn trong này, thì các bạn cũng đã thấy đó, có cả thức ăn nhanh, rồi nước uống, bánh mì vân vân rất là nhiều. Chiều nay mấy anh vô cái kênh YouTube nông thôn Việt Nam là có cái video này đó. Nông thôn Việt Nam vô kênh YouTube á. Girls be
Rồi như vậy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tối nay. Tối nay thì ngay tại trung tâm xã Thành Đông sẽ có hội chạy tổng quân. Thì xin như vậy là video này xin kết thúc ở đây. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy là video này là hay, hữu ích thì quý vị các bạn hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng tham theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.